Ban nhạc được thành lập từ năm 2004 này sẽ mang đến Việt Nam những giai điệu phong phú, từ các bài hát kinh điển đến nhạc pop Phần Lan và nhiều ca khúc do họ tự sáng tác. Mỗi người một nhạc cụ, nhưng điều đặc biệt là cả 5 người đàn ông trong ban nhạc đều có thể chơi accordion một cách điệu nghệ. Sau thành phố Hải Phòng, ban nhạc trở lại Hà Nội và trình diễn tại sân khấu nhà Bát Giác, Rạp Công Nhân, khách sạn Metropole. Khán giả có thể nhận vé miễn phí xem tất cả các buổi biểu diễn của Jazzy và Teka. Vé được phát tại Đại sứ quán Phần Lan, 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội,